Bự là bự luôn các bạn ạ. Ôi, lần đầu tiên thấy con rết như gì ấy. Đây mà bé này mà bắn cắn mấy bé chó con là tiêu đời. Thôi là cũng bắt được, phát hiện được. Đó, bây giờ nó đang khôi phục lần đó. Đó, cái chân nó hoạt động rồi. Đã đò đó các bạn. Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay vừa bão mới vừa qua, mới bão hôm qua, bây giờ trời thì cũng bớt mưa rồi. Gãy một đống cây luôn, rồi mấy tụi chó con đây nè, rồi ướt nhẹp hết, đó, giờ ồm luôn. Đó, bây giờ thì mình mới vừa xịt chuồng cho các bé. À, đây mình mới dùng máy áp lực mình xịt chuồng cho các bé. Đó, sạch hết. Nhưng mà mình phát hiện được một điều là một gặp được một bé à rất tinh các bạn à, để mình đổ ra cho các bạn xem nha. Ôi ôi, một con rết lửa bự ơi là bự luôn các bạn, bự bằng cả ngón cái đó các bạn à. Mình đổ ra nha, biết là giờ đòi chết hay sao, nó còn qua que nè. Đó, còn qua que nè các bạn. Đó, dài ơi là dài luôn các bạn, dài khoảng gang tay đó các bạn, bằng to bằng ngón cái. Mình dùng máy áp lực mình bắn chỉ đó, con cái càng này. Qua que này vẫn còn sống nha, vậy là chết á. Mình dùng máy áp lực mình bắn á, chỉ đuối thì nằm bắt được đó. Bự ơi là bự luôn các bạn à, nó chạy từ trong cái khe ngay đây nè đó, nó chạy qua. Tại vì hồi sáng giờ hôm qua, đêm hôm qua tới giờ là ở Nha Trang bão lắm, bão to lắm, cây đồ gãy hết, cây dừa nè, chạy dừa gãy hết cây đồ. Nó xịt chuồng cho nó vệ sinh các bé chó, để cho các bé chó ở, thì mới phát hiện ra bé rết này. Ôi ôi, thành tinh rồi các bạn ơi, bự lắm. Ồ, hồi nãy nó nhoi lắm, nó ghê lắm. Sao mình dùng máy áp lực á, này súng mình bắn mình dùng vào đây đó. Bây giờ ảnh mệt ảnh nằm gãy, không gãy cái gì hết, vẫn còn sống nha các bạn. Cái em này nó vẫn còn hoạt động luôn á, dễ đò đấy. Không mà lát nữa vậy nó sống vậy đó, đó dễ đò, tỉnh vậy là chạy á đó. Đó. Này mà nghe nói cái anh ngâm rượu uống chắc bổ lắm, không biết nhưng mà nghe nói là vậy. Bự là bự luôn các bạn ạ. Ôi, lần đầu tiên thấy con rết như gì ấy. Đây mà bé này mà bắn cắn mấy bé chó con là tiêu đời, thôi là cũng bắt được, phát hiện được. Không biết độc không, chắc độc lắm hơn các bạn ha, này mà cắn thôi chứ nhập viện gấp luôn ấy. Ôi, nó vẫn còn sống nha các bạn, mình thấy cái càng đằng trước của nó vẫn còn qua que giờ nằm rồi, giờ nó nằm ấy. Mấy tụi này nó cũng khôn lắm, không biết mình thấy nó là một số ảnh mệt rồi, là máy áp lực cũng mạnh lắm, bắn mình bắn vô da thịt mình rất là đau rồi, mà con này bắn nãy giờ là phải 5 phút ảnh mới nằm như gì, khỏe lắm. Con này mà chích thôi chứ không biết sao trời. Đó, đây là cái đuôi của nó rồi các bạn, cái đuôi của nó đó, cái chích của nó đó, đuôi chất độc á. Dài là dài luôn, không dám đụng luôn các bạn, mình sợ mấy cái này lắm. Đó, hôm qua là ngủ là ở trên trại là có con bồ cạp nó chui vô nó cắn rồi,
giờ lên con rít, biết cái điểm gì đây đó, cái chương còn hoạt động rồi các bạn, đó nó vẫn còn qua quê nè không các bạn, bự là bự luôn. Ôi coi nhìn kỹ coi. Ồ, có hai cái càng to luôn các bạn. Cái càng đó nè. Đó. Càng này là nó đi kẹp thức ăn á. Nó tìm thức ăn nó kẹp. Còn nọc độc thì đằng sau đuôi. Đó. Y như con bộ cạp thôi. Cũng có nọc độc bằng phần sau đuôi. Rất là nhiều chân. Bò rất nhanh luôn các bạn. Hồi nãy mà không dùng máy áp lực bắn là không bao giờ mà bắt được con này. Thì nhanh lắm. Chăm chân mà. Chân nhiều ơi nhiều. Đó, bây giờ nó đang khôi phục lần đó. Đó, cái chân nó hoạt động rồi. Đã đò đó các bạn. Rác là tầm mấy 5-10 phút nữa là nó hồi phục lại là nó chạy luôn. Ghê quá. Các bạn nào đã từng thấy con rết bự như thế này chưa? Nếu có thấy thì comment bên dưới, bình luận bên dưới ha. Anh em cùng biết ha. Ôi bự quá. Hơn là bắt mấy đám chó bỏ vô lồng sắt hết. Rồi đi xịt chuồng chứ không thôi là nó cắn. Cắn chó hết rồi. Mấy đi cho con hết rồi. Chạy đây toàn là chó không à. Trước thì cũng bắt được mấy con rắn mà rắn cũng không độc lắm. Bên ngoài thấy con rắn nào là đập chết hết, tại vì ở đây đất rộng lắm các bạn ạ. À. Đây trại này rộng lắm. Trại mình tới 4.000 mét vuông rồi. Rồi đằng trước ở phần sau đây là những công ty lớn, những công ty đồ nó dồn về đây nó làm. Đất đai rất là rộng nên có nhiều hoang dã, có nhiều con vật rất là to bự mà mình không biết được. Bữa thấy có con bồ cạp mà mình quên quay lại cho các bạn xem, cũng to lắm, điện thù lùi. Tại vì vườn này vườn dừa này các bạn ạ, nên thường có bồ cạp. Đó, đêm hôm qua là vợ mình bị con bồ cạp nó cắn. Ôi ôi, đó bây giờ nó hoạt động lại rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đó thấy chưa các bạn? Cái chân này sao nè. Đó. Đó, bây giờ nó tỉnh dậy đó. Tỉnh dậy là mình không biết làm sao luôn á. Rồi kết thúc video ngày hôm nay ha. Mình muốn quay cho các bạn xem cái con rết này. Còn quá. Rất lửa đó các bạn. Nhớ nhấn like và subscribe kênh ủng hộ kênh mình nha. Có ai cần nhu cầu mua chó cảnh hoặc là chó giữ nhà thì liên hệ trang fanpage Facebook mua bán chó con Nha Trang. Trang fanpage Facebook mua bán chó con Nha Trang để mình được tư vấn kỹ hơn cho các bạn hơn. Để cần có nhu cầu mua chó cảnh nè, hoặc là chó nhật, hoặc là chó những chó giữ nhà như biệt lê lai đồ vân vân đều có ha. Thì các bạn nhớ nhấn vào là liên hệ, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Bye bye. Thánh Toàn Pet Dog là kênh mua bán chó và chăm sóc thú cưng. Bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thánh Toàn Pet Dog nhiều ạ. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.